cải thiện nhiều, rất nhiều cái kỹ năng và có được nhiều cái kỹ năng, thì nhân viên bán hàng trong kinh doanh quốc tế cũng là một trong cái hoạt động, cũng là một trong công việc của ngành kinh doanh quốc tế. Thì đối với cái công việc mà nhân viên ở kinh doanh quốc tế này thì nó đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng, thì trong đó nó sẽ có kỹ năng là đàm phán, kỹ năng thương lượng, kỹ năng giao tiếp, có rất là nhiều kỹ năng và cũng bao trùm luôn cả cái việc ngôn ngữ nữa. Ngoài ra thì nó còn có một cái vị trí khác, đó là cái vị trí giao nhận xuất nhập khẩu, có nghĩa là khi một cái lô hàng về thì các bạn sẽ đến cảng thông quan hàng hóa như thế nào, thì cái đây là vị trí về bên giao nhận xuất nhập khẩu. Thì tổng quan hai cái vị trí đó là nhân viên kinh doanh quốc tế và nhân viên giao nhận, thì hai cái vị trí này hiện nay là bên công ty One đang có hai cái vị trí này. Và đi sâu hơn một chút nữa là về cái nhân viên giao nhận á, thì để mà làm tốt cái công việc này thì các bạn rõ được cái bộ môn, cái khi mà các bạn học các bạn phải đi sâu hơn vào cái bộ môn để mà tôi lên đây nói chuyện với các bạn. Nó có cái nhiệm vụ, thì các cái nhiệm vụ thì giúp cho các bạn rất rõ để mà làm tốt cái vị trí là nhân viên giao nhận. Xin cảm ơn các bạn. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Oanh ạ. Có một câu hỏi mình nhận được từ một bạn sinh viên ạ. Thì em xin hỏi anh Khang ạ. Thì bạn sinh viên tên là Thái Thanh Sang, bạn có câu hỏi là em thấy các sàn giao dịch hiện tại có liên kết với nước ngoài, vậy thì cần phải trang bị kỹ năng như thế nào? Bên cạnh ngoại ngữ ra thì cần phải chuẩn bị thêm những cái kiến thức hoặc là kỹ năng nào để có thể làm tốt với các đối tác nước ngoài được ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì để mà có thể làm, để có thể mà mình làm tốt những công việc khi mà làm việc với những đối tác ngoài á, thì ngoài kỹ năng tiếng Anh thì mình còn phải cái kiến thức về kinh doanh, về khả năng gọi là mình đàm phán và phân tích dữ liệu, để mình dựa đó, mình dựa trên cái xu hướng của cái những sản phẩm mà khi mà mình mua từ cái nhà cung cấp đó về, thì cái trend của họ như thế nào, nó có phù hợp với lại xu hướng thị trường hay không, để mà mình tiếp tục ký hợp đồng với họ trong tương lai, hoặc là đánh giá gọi là cái đánh giá gọi là nhu cầu của người tiêu dùng. Thì đó là những cái kỹ năng mà mình nên trang bị khi mà mình có cơ hội làm việc với những cái đối tác nước ngoài. Dạ rồi, em xin cảm ơn câu trả lời của anh ạ. Rồi, em muốn hỏi thêm ở chỗ của chị Hoàng Oanh một xíu ạ. Có bạn sinh viên hỏi là thầy cô cho em hỏi những công việc em có thể làm ở ngành kinh doanh quốc tế, thì nếu mà em có thể làm ở ngân hàng thì có được hay không ạ? Câu hỏi này rất là thú vị. Thì cái ngành kinh doanh quốc tế các bạn có thể làm ở ngân hàng, và cái vị trí đó chính là vị trí thanh toán viên, là thanh toán quốc tế viên á. Thì trong ngân hàng thì đầu tiên các bạn, và thường các bạn sẽ thấy là giao dịch viên, thì kế bên đó nó sẽ có một cái phòng gọi là phòng thanh toán quốc tế hay là phòng quốc tế đó. Thì các bạn sẽ đi sâu vào cái vị trí đó là thanh toán. Thì ví dụ như là công ty của Oanh, thì công ty của Oanh nhập khẩu ở thành phố, thì khi mà thực hiện bất kỳ một cái hợp đồng nhập khẩu nào thì mình cũng phải đi thanh toán bằng phương thức hoặc là TT hoặc là bằng LC. Thì hai cái phương thức này thì mình đều phải làm việc với lại thanh toán viên quốc tế hết của ngân hàng. Thì cái hồi nãy như mình có nói á, là khi các bạn mà quan tâm đến cái vị trí mà làm việc trong ngân hàng với cái bằng thanh toán quốc tế, thì các bạn học nghiệp vụ thật kỹ, nắm chắc cái phần này, bởi vì nó liên quan đến tất cả các cái phần thanh toán, đặc biệt là thanh toán là LC hoặc thanh toán TT ha các bạn. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Một câu hỏi khác của một bạn sinh viên gửi về trên fanpage của khoa là muốn hỏi cô Lena là học kinh doanh quốc tế thì sau này nếu mà em làm việc nghiêng qua logistics một chút thì có được hay không ạ? Thực ra thì mình, cái ngành kinh doanh quốc tế và cái ngành logistics nó cũng hơi đang xen nhau một chút, cho nên là nếu các bạn học chuyên sâu vào trong ngành kinh doanh quốc tế thì bạn sẽ được trang bị cái môn nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Ha, thì lúc này thì bạn hoàn toàn có thể làm được nghiêng về logistics một chút, ví dụ như bạn làm sale logistics nè, bạn làm sale dịch vụ, sale cước ở trong các công ty logistics, hãng tàu hay là các công ty giao nhận, hoặc là bạn có thể làm trong các công ty giao nhận, trong các phòng giao nhận của các công ty thương mại dịch vụ luôn, hoặc là các con doanh nghiệp xuất nhập khẩu đều được, hoặc là bạn có thể làm nhân viên mua hàng
nhập khẩu từ nước ngoài về, hoặc là bạn là nhân viên mua nguyên vật liệu, đặt hàng nguyên vật liệu từ nước ngoài về để phục vụ cho việc sản xuất của doanh nghiệp của mình, thì các bạn hoàn toàn có thể là nhảy sang ngành logistics vẫn được ạ. Nhưng mà tất nhiên là bạn cũng phải trang bị thêm cho mình những kiến thức nó đặc thù của logistics, ví dụ như là về kho bãi chẳng hạn, thì cần phải bổ sung thêm. Dạ rồi, em xin cảm ơn cô ạ. Tiếp theo một câu hỏi dành cho anh Khang là anh Khang cho em hỏi là làm thế nào để em có thể phỏng vấn thành công vào các sàn giao dịch thương mại điện tử được ạ? Câu này nó thật sự là chưa rõ ràng là bạn muốn phỏng vấn vào vị trí gì ở trong sàn mạng tử, thì mình mới có trả lời được một cách nó rõ ràng. Ví dụ như bạn muốn apply vô vị trí là một cái người digital marketing thì về lúc đó thì mình có thể là mình sẽ không chia sẻ được. Nhưng nếu mà bạn muốn phỏng vấn hỏi mình về việc làm sao để trở thành một cái nhân viên điều phối hoặc là một cái nhân viên kho, thì đối với một sinh viên mới ra trường thì cái mà ngành thương mại điện tử nói chung, còn về e-logistics nói riêng á, thì cần những người máu lửa trẻ sẵn sàng chấp nhận thay đổi. Dạ. Sau những chỗ đó thì bạn cánh cửa mở rộng cho các bạn rất là nhiều. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh ạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho chị Hoàng Oanh ạ, là em không biết là đối với ngành học kinh doanh quốc tế thì khi đi làm quốc tế thì em cần những kỹ năng chuyên sâu nào, hoặc là những cái chứng nhận nào thêm không để em có thể hoàn thiện được công việc của mình ngoài những kiến thức ở nhà trường ạ? Chia sẻ với các bạn là ngày xưa lúc mình là khóa 10 của trường của khoa thương mại quốc tế trường Văn Lang, thì thực sự khi mà mình đi học xong á, mình không có cần thêm cái chứng nhận nào khác ngoài cái chứng nhận Anh văn. Thì cái chứng nhận Anh văn này thực ra nói thì nó ghê gớm, nhưng thực tế là tại thời điểm đó mình cũng chỉ có thể là đọc viết thôi, còn nghe nói mình cũng không có nghe nói được tốt, mà mình phải cần cái môi trường để cọ sát. Thì nếu các bạn có được cái điều kiện để mà có thể học được tốt luôn thêm cái phần là nghe nói để giúp mình giao tiếp, thì đó chỉ là một cái lợi thế của các bạn. Như vậy cái kỹ năng mà các bạn cần thì một trong cái kỹ năng đã nói là giao tiếp quốc tế, thương mại quốc tế thì phải có Anh văn, đó là cái ngôn ngữ chung, nên là các bạn phải trang bị cái kỹ năng về Anh văn, đó là cái điều đầu tiên. Sau này nó sẽ có thêm ví dụ như tiếng Trung hoặc là cái tiếng Hàn, tiếng Nhật. Đôi khi có những công ty về bên công ty Nhật hoặc là công ty Hàn họ yêu cầu những các bạn có thêm cái chứng chỉ về cái ngoại ngữ đó, thì các bạn cũng nên trang bị nếu như các bạn muốn apply vào những cái công ty đấy. Đó là kỹ năng về ngoại ngữ. Kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng đàm phán. Thì cái kỹ năng đàm phán này nói thì nó đơn giản, nó chỉ có hai từ thôi, nhưng mà thực tế đi sâu mà các bạn đi đàm phán nó có rất nhiều cái yếu tố. Bạn muốn đàm phán một với một đối tác, bạn phải hiểu rõ về đối tác đó là như thế nào thì bạn mới đàm phán tốt được. Mà muốn hiểu rõ đàm phán, muốn hiểu rõ về cái đối tác đó như thế nào thì cần rất nhiều cái mà các bạn cần hiểu. Và hồi nãy có một ý mà cô Lena trao đổi với các bạn, mình thấy rất là hay, đó là về văn hóa. Bởi vì chúng ta đang làm việc giữa quốc gia với quốc gia, thì cái văn hóa của mỗi cái quốc gia nó đóng vai trò rất là quan trọng trong lúc mà các bạn đàm phán về cái hợp tác giữa hai nước với nhau, đó là hợp tác giữa hai công ty với nhau. Đó thì ba cái kỹ năng mình cần để ý, một đó là về cái ngoại ngữ, hai đó là về cái kỹ năng đàm phán, và ba đó là tìm hiểu thông tin. Nên là cái tìm hiểu thông tin này đó là một cái bắt vào rất là tốt. Cái kỹ năng này không phải bạn nào cũng có thể làm tốt được, bạn có thể tìm hiểu cái thông tin như vậy đó nhưng nó chưa bao gồm hết. Còn có bạn thì là tìm hiểu cái thông tin nó lại rất là tốt, đầy đủ hết tất cả về cái doanh nghiệp đó ở quốc gia đó, thì nó lại giúp các bạn thành công hơn trong cái việc kinh doanh quốc tế và thế thương mại giữa nhau. Dạ em xin cảm ơn chị ạ. Hiện tại thì khoa nhận được cũng khá là nhiều cái câu hỏi từ các bạn sinh viên. Có vẻ như là các bạn cũng đang rất là băn khoăn về hai sự lựa chọn với hai chuyên ngành hẹp này. Câu hỏi tiếp theo từ bạn Võ Văn Khang ạ. Bạn muốn hỏi cô Lena và cả anh Khang là cho em hỏi thì học ngành thương mại điện tử thì cái khả năng kiếm việc của em có cao không, và cái ngành này thì cạnh tranh nó như thế nào ạ? Rồi anh Khang trả lời. Chắc là mời anh Khang trước ạ. Thì gần đây anh có coi một cái báo cáo của iBrite nhé, về năm công ty thương mại điện tử hàng đầu của Đông Nam Á. Thì trung bình một quý họ sản sinh được khoảng 800 cơ hội việc làm. Thì như là em có thấy thì cơ hội làm rất là rộng mở. Nhưng mà cơ hội làm thì rộng mở, nhưng mà cái thị trường gọi là cung cấp nhân lực ở Việt Nam về cái những cái nguồn nhân lực mà họ có đủ talent, có đủ kỹ năng thì khá là khan hiếm.